Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay thời tiết ở miền Bắc phổ biến nắng ráo, còn ở miền Nam mưa cũng giảm, chỉ còn xảy ra về chiều và tối. Cụ thể ở miền Bắc, sáng sớm nay mưa chỉ còn xảy ra ở khu vực Trung Du và vùng núi, các tỉnh ven biển, nhưng lượng mưa nhỏ dưới 10mm. Trong ngày toàn miền trời đều tạnh ráo, có nắng, nhiệt độ cũng tăng lên. Tuy nhiên do cường độ nắng chưa mạnh nên mức nhiệt cao nhất trưa chiều nay phổ biến từ 32 cho đến 34 độ. Với khu vực Trung Bộ, hôm nay cũng phổ biến nắng ráo, mức nhiệt cao nhất ở 14 tỉnh thành phố miền Trung sẽ phổ biến trong khoảng từ 33 cho đến 35 độ. Các điểm nóng 36 đến 37 độ thu hẹp lại, chỉ còn xảy ra cục bộ ở khu vực Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Lưu ý về khoảng chiều tối ở khu vực từ Quảng Ngãi trở vào đến Bình Thuận vẫn có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Lui xuống phía Nam, hôm nay mưa dông ở Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ giảm nhanh, chỉ còn xảy ra về chiều tối. Diện mưa ở khu vực Tây Nguyên giảm còn mưa rải rác, còn khu vực mưa Nam Bộ thì mưa dông vẫn xuất hiện nhiều nơi nhưng lượng mưa cũng không nhiều, chỉ dưới 10mm. Còn trong khoảng từ sáng đến trưa trời còn nắng gián đoạn, mức nhiệt cao nhất ở Tây Nguyên phổ biến từ 30 cho đến 32 độ, còn ở Nam Bộ mức nhiệt dao động từ khoảng 32 cho đến 34 độ. Trên biển, hầu khắp các khu vực trên Biển Đông, bao gồm cả hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đều duy trì gió khoảng cấp 4. Tuy nhiên, ở khu vực phía nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, cần lưu ý có mưa rào và dông, tầm nhìn xa thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, đề phòng độ cao sóng có lúc tăng lên trên 2 mét. Thủ đô Hà Nội vẫn chịu tác động của đới gió đông nam ẩm, nên trong chiều tối nay vẫn có khả năng xuất hiện mưa rào và dông, với xác suất mưa dông cao trên 65%. Còn từ sáng đến trưa chiều ở Hà Nội, trời tạnh ráo, có nắng, mức nhiệt cũng tương đối dễ chịu, phổ biến từ 33 cho đến 34 độ. Đối với thành phố Đà Nẵng, khả năng xuất hiện mưa rào và dông trong chiều tối nay cũng ở mức khá cao, duy trì trong khoảng từ 60 đến 65%. Trong ngày trời có nắng, nhưng cường độ nắng không mạnh, vì thế mà mức nhiệt trưa nay chỉ khoảng 34 độ. Đối với thành phố Hồ Chí Minh, hai hôm nay đều có mưa về chiều và tối, cục bộ có mưa to, đã gây ngập úng nhiều tuyến phố, ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân. Sang hôm nay, khi dạnh áp thấp có xu hướng yếu đi, nên mưa vẫn còn xảy ra về chiều, lượng mưa cũng không lớn. Trong ngày ở thành phố Hồ Chí Minh, trời vẫn có nắng, mức nhiệt cao nhất là ở mức 34 độ. Trong 3 ngày tới, khu vực phía Tây Bắc như là Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang tiếp tục có mưa nhiều về chiều tối và đêm và sáng, cục bộ có mưa to. Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Còn tại các tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, mưa giảm hơn chỉ còn rải rác về chiều tối tại khu vực ven biển và đồng bằng với lượng mưa nhỏ. Vào ban ngày có nắng mây đan xen, nhiệt độ tăng nhẹ, trưa chiều vào khoảng từ 31 cho đến 34 độ, có nơi cao hơn.
Tại miền Trung, các tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ trong những ngày tới phổ biến có mưa vài nơi về chiều tối, ban ngày trời nắng nhiều với nhiệt độ trưa chiều phổ biến từ 33 cho đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ trong ngày mai vẫn còn mưa rào rải rác và có nơi có dông về chiều tối. Ban ngày trời nắng với nhiệt độ dao động từ 32 cho đến 35 độ, có nơi nắng nóng trên 35 độ. Từ ngày 6 tháng 7 trở đi, nhiễu động gió đông suy yếu nên mưa dông chỉ còn xuất hiện cục bộ, nên nhiệt độ biến động không nhiều, số điểm trên 35 độ có thể tăng hơn. Lui xuống phía Nam trong 2-3 ngày tới, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to về chiều tối. Nhiệt độ trưa chiều trong khoảng từ 30 cho đến 33 độ tại Tây Nguyên và từ 31 cho đến 34 độ có nơi cao hơn tại Nam Bộ. Dự báo từ ngày 8 tháng 7, mưa dông lại có xu hướng gia tăng về diện và cường độ. Trên biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm huyện đảo Hoàng Sa, gió Đông Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực phía Nam Biển Đông, trong đó có huyện đảo Trường Sa, gió Tây Nam có cường độ yếu đến trung bình. Mưa rào và dông rải rác trên toàn Biển Đông, khiến tầm nhìn xa giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Và cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh trong mưa dông. Thank you.